số 1496 kinh Phật thuyết chánh cung kính, hán dịch đời Nguyên Ngụy, tâm tạng Phật Đà, phiến đa người thiên trúc. Và ngay như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở tại khu vườn đường Kỳ Đà Cấp của độc thuộc núi Xá Vệ, cùng với 250 tỳ kheo thanh văn, 500 vị Bồ Tát đều là dòng giống của Như Lai, thi phương tiện vào số đường giúp Phật giáo hóa, biết căn cơ của chúng sinh, oai đức tự tại, làm sáng tỏ phương tiện mật giáo của Như Lai. Tên của các vị ấy là Bồ Tát Sanh Nghi, Bồ Tát Bảo Đức, Bồ Tát Quang Minh Vương, Bồ Tát Tọa Đăng, Bồ Tát Đức Trang, Bồ Tát Tất Đạt, Bồ Tát Vô Ý, Bồ Tát Giác Thủ, Bồ Tát Tài Thủ, Bồ Tát Mạng Thủ, Bồ Tát Đức Thủ, Bồ Tát Mục Thủ, Bồ Tát Tấn Thủ, Bồ Tát Pháp Thủ, Bồ Tát Trí Thủ, Bồ Tát Hiền Thủ, vân vân. Đại thể có 500 đại Bồ Tát như thế. Bây giờ tôn giả A Nan bạch Phật, Bồ Tát Tôn Thiện Nam Thiện Nữ ưa pháp phải cung kính pháp và cung kính thầy như thế nào? Thế Tôn bảo tôn giả A Nan: Thôi thôi A Nan, hiện nay chúng sinh không thể cung kính và không có pháp cung kính. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nơi con ưa pháp và kính pháp, đã cung kính và sẽ cung kính. Bạch Thế Tôn, từ khi con gần gũi Như Lai đến nay chưa từng được nghe pháp môn như thế. Vì không nghe cho nên đối với việc cung kính Như Lai chắc chắn sẽ bị mất phép tắc. Nay nếu được nghe thì con sẽ như pháp tu hành. Bạch Thế Tôn, lại có thì nam thì nữ ưa nghe ưa pháp, nghe pháp môn này liền được tu hành. Bạch Thế Tôn, lại có thì kheo xuất gia trong giáo pháp của Như Lai, do bần cùng tấp kém, chỉ cầu cơm ăn áo mặc, chẳng thích cầu pháp và kính pháp sư. Tuy gần gũi Phật pháp nhưng làm việc thấp hèn, chẳng thể che giấu, chắc chắn sẽ lộ bày. Bạch Thế Tôn, vì vậy hiện tại con đang tự làm, và vị lai tất cả các tỳ kheo sẽ tự hỏi Như Lai pháp cung kính như thế. Bạch Thế Tôn, chúng con nên tu chánh hạnh như thế nào? Của sư Như Lai nói cho con. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Thì nam thì nữ ưa kính pháp, nếu muốn đọc tụng tu hỏi kinh pháp thì nên đến chỗ hòa thượng A Sa Lê. Đến rồi nên tu hỏi hòa thượng A Sa Lê về pháp mà hòa thượng A Sa Lê đã thông đạt. Vì chánh pháp của Như Lai là pháp tùy tâm ưa thích, trước phải xin phép các vị ấy có cho hỏi hay không. Nếu thầy cho thì sau đó mới được hỏi. Tuy mình đã được 10 hoặc 12 tuổi hạ, nhưng vì ưa pháp nên cần phải đến thử hỏi và xin ý chỉ. Vì sao? Vì trong giáo pháp Như Lai, tùy cho phép tỳ kheo năm hạ được phép lìa ý chỉ, nhưng vị ấy lúc đầu kính pháp, vì pháp thích cầu pháp, vì vị ấy muốn thành tựu đức hạnh của mình, thì này A Nan, vị A Sa Lê ấy nên vì thế mà cho ý chỉ, hoặc nói được, hoặc nói đúng vậy, hoặc nói vâng, hoặc nói tốt, hoặc nói nên học hỏi, hoặc nói luôn cẩn thận hành trì, đừng buông lung. Nếu theo đúng như pháp tu hành nghiêm chỉnh thì cho y chỉ, thì theo thành tựu các pháp như thế mới có thể cho y chỉ, vì ấy được gọi là thành tựu y chỉ. Giả sử thì theo trong tuổi hạ mà chẳng thể thông đạt các vấn đề như thế thì vị ấy còn nên y chỉ, huống là có thể làm thầy y chỉ cho người khác. Nếu như tỳ kheo không có tuổi hạ mà thành tựu các pháp như vậy thì sa môn nói nhỏ với vị ấy liền được gọi là đã thọ y chỉ. Giả sử người trong tuổi hạ mà không thông đạt các luật pháp như thế thì vị ấy phải xin y chỉ. Trong khi đó thì tỳ kheo tụng kinh ở chỗ vắng vẻ được khởi tâm kính trọng và cung kính đúng mức với người đọc tụng tại trì kinh kia. Ở trước A Sa Lê không được để lộ răng, không được nhìn dưới chân, không được nhịp chân, không được tréo chân, không được nhón chân, không được rung chân, không được ngồi trên tòa cao. Thầy không hỏi đến thì không được nói, không được trái lời. Thầy không được nhìn chăm chăm vào mặt thầy. Ở trước thầy đứng cách ba khuỷu thay, thầy cho ngồi mới ngồi, ngồi rồi có lòng thương mến thầy. Khi nào thầy tụng thì trước đó mình phải đọc thuộc, tụng thuộc rồi thì theo thầy tọa trì kinh nhiều ít tùy ý. Tùy các pháp môn trong đó có gì thắc mắc thì trước hết phải thưa thỉnh thầy cho hỏi hay không. Nếu thầy cho thì sau đó mới thưa hỏi. Thầy tọa trì kinh xong, mình phải quỳ gối, phải xuống đất, hay thầy định lễ sát chân thầy. Nếu chỗ đất dơ mà có lối đi khác thì lui lại mà đi đến chỗ đất bằng phẳng. Nếu chỗ đất bằng phẳng thì trước hết phải đảnh lễ sát chân thầy, sau đó mới đi. Đi được 10 khuỷu tay sau lại đảnh lễ, sau đó theo đường mà đi. Nên nghĩ thế này, ật A Sa Lê thường ở bên ta, ta chẳng thể xa lìa A Sa Lê. Đệ tử nên biết thời, mỗi ngày 3 thời đến chỗ A Sa Lê. Nếu không đến thì sẽ bị trị như pháp. Nếu đến mà không thể A Sa Lê thì phải dùng cỏ hoặc cây hoặc gậy hoặc đất cục hoặc đá để làm dấu cho biết. Nếu A Sa Lê đang ngồi thiền trong phòng thì nên đi nhiều quanh để kính lễ. Sau mới đi, tôi muốn làm việc gì mà tôi hỏi thầy thì không được làm trên đại tiểu thiền, không được nói lời thô tục hung ác với thầy, không được nhái lại lời thầy. Những chỗ ngồi của thầy như là võng giường đều không được ngồi. Những vật ấy nếu hư hỏng thì phải sửa ngay.
Mọi người sáng sớm đến chỗ thầy phải đúng lúc, không được đến phi thời. Đến nơi phải thử hỏi Asana cần việc gì, giờ mình làm gì, có giờ xóm làng chăng. Nếu thầy nói vào thì phải chuẩn bị y cho thầy, phải rửa tay và lau tay, rồi hai tay cầm y thầy để cho sạch sẽ. Xong trước mang nước sạch cho thầy rửa tay, sau đó mới trao y cho thầy. Kế đến là trao y cho An Đại Hội Phất Trần, hoặc y toàn thân, hoặc y đi mưa, hoặc y và các đồ dùng khác. Phải cung kính như thế, trước Asana không được gạt nhổ, hoặc trong chùa, hoặc phía đông, phía tây, không được vắt y hai vai, không được quấn trên đầu. Thì theo chỗ thầy ở, có chỗ kinh hành thì phải quét dọn sạch sẽ, một ngày lau quét 3 lần, 3 lần xách nước tắm rửa, 3 lần thăm hỏi. Vì thầy khất thực, nếu thầy có việc thì phải làm hết sức mình. Khi ăn xong phải xin thầy để được phép mang bát đi rửa. Nếu thầy cho rửa thì phải rửa bát thầy trước, sau đó mới rửa bát mình. Nếu thầy không cho thì không được van nài. Vì sao vị thầy này A Nan? Vì vị Lai có tỳ kheo làm như thế, sẽ nghĩ thế này: bát của Như Lai đang chánh giác, không có người rửa, thì học theo ta họ sẽ tự rửa bát. Như Như Lai cũng cho họ làm như vậy. Mùa hè tôi lấy nước mát, mùa đông tôi lấy nước nóng, tùy theo nhu cầu của thầy mà đáp ứng. Ở trước thầy không được xề răng, không được nói thầy là tốt hay xấu. Không thấy thầy, trông thấy thầy từ xa phải đứng dậy nghênh tiếp. Này A Nan, nếu theo vị nào đọc tụng, tôi hỏi một bài kệ 4 câu, thì vị đó là thầy Asana của mình, vì vậy phải cung kính Asana. Này A Nan, nếu không cung kính Asana như thế là người làm điều không chân chánh, người nói lỗi lầm của thầy, thì đừng gọi ta là Thế Tôn. Vì sao này A Nan? Vì người ấy chẳng phải chẳng tôn trọng Phật, chẳng kính pháp, chỉ ở trong đoàn thể tăng. Vì sao này A Nan? Vì người cũng sinh như thế chẳng được gọi là an trụ trong hạnh chân chánh. Này A Nan, người an trụ trong hạnh chân chánh thì ta giảng nói Phật pháp cho người ấy. Bây giờ tôn giả A Nan cảm động rơi lệ, thưa bà Thế Tôn, trong đời vị lai nó có chúng sanh có thể an trú, có thể thực hành các hạnh như thế thì thật là hiếm có. Bà Thế Tôn, con có thể thực hành những hạnh như vậy. Bà Thế Tôn, nó có tỳ kheo không cung kính hòa thượng Asana và nói lỗi của những vị ấy, thì tỳ kheo này bị những tội báo gì? Đức Phật bảo A Nan, nếu có tỳ kheo không cung kính hòa thượng Asana nói lỗi của những vị ấy, thì ta nói những người này là phàm phu ngu si. Vì sao này A Nan? Nếu thật sự Asana có lỗi còn không được nói, huống là nói điều không có. Như vậy này A Nan, nếu người không cung kính hòa thượng Asana thì có địa ngục Bích Chi gọi là diệt. Khi người ấy qua đời sẽ bị đọa vào địa ngục ấy. Bị đọa vào đó rồi liền có 4 đầu, trên thân lửa bốc cháy như hồng sắc nóng, ở trong đó có các trùng tên là tí cẩu thường cắn ăn lưỡi của tội nhân. Ở nơi ấy khi qua đời lại sinh vào loài súc sanh làm hổ sói dạ can. Mọi người thấy đều nói đó là loài hổ sói dạ can, ai thấy cũng đều không ưa. Vì trong quá khứ biện tự ăn phân dơi, chịu tội báo xong rồi lại sanh vào loài người thường, nhưng thường ở chỗ biên địa nơi không có Phật pháp, để sanh trong loài người nhưng đầy đủ các điều xấu ác, sẽ lìa công đức hình dạng sức lực chẳng giống con người, thọ thân hình chẳng giống cha mẹ, chẳng được cha mẹ thương yêu, từng bị cha bai, xa lìa chư Phật, đời đời ngu si mê muội vô trí, mau chóng bị đọa địa ngục. Vì sao? Vì không cung kính thầy dạy pháp, vì cứu độ hoàn nạn cho mình. Này A Nan, những người như thế luôn bị khổ sở. Này A Nan, giả sử đọc tụng thọ trì một bài kệ 4 câu và sao chép kinh điển cúng dường, thì mỗi chữ có công đức bằng công đức cung kính đội hoặc vác hoặc cõng thầy trên lưng và tất cả những vật dụng vừa ý để cúng dường thầy trong một kiếp. Này A Nan, cúng dường như thế rồi còn không thể báo ân Asana. Đức Phật bảo A Nan, trong đời vị lai có những tỳ kheo ác có được kinh này nhưng không cung kính Asana hòa thượng, vì không có hạnh nên nói lỗi của Asana hòa thượng. Ta chắc chắn rằng những tỳ kheo như vậy là những người ngu si, sẽ bị đọa vào ác các địa ngục chịu khổ sở lớn. Này A Nan, nay ta nói với thầy, đồng thời tuyên bố rằng Như Lai vì chúng sanh mà nói các việc làm thiện hay ác, tùy theo việc làm thiện hay ác của họ thế nào mà có quả báo như thế ấy. Vì vậy này A Nan, nay các thầy cần phải kéo cung kính, cần phải suy nghĩ kỹ. Này A Nan, thì nay thì nữ nào kéo cung kính thì đạt được pháp môn này, khen người pháp giải thoát, chia bỏ các dục bất tịnh, diệt tận các trần cấu, để pháp nhãn thanh tịnh. Bây giờ A Nan sẽ lấy phục bạch Phật. Bạch Thế Tôn, pháp cốt yếu này gọi là kênh gì? Thì kheo ở bà tắc ở bà di phải tập trì tu hành như thế nào để tiếp nối dòng dõi tam bảo và đời vị lai không để gián đoạn và mất hẳn? Đức Phật bảo A Nan, cái này tên là chánh cung kính, hạng như thế mà tọa trì, đó gọi là yêu kính Phật, yêu kính pháp và yêu kính tăng. Đức Phật thuyết giảng cái này xong, tên A Nan, các tỳ kheo cùng chư Bồ Tát nghe Phật nói rồi đều vô cùng vui mừng cung kính làm theo. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.